Top ba Miss cua Việt Nam 2023, đỏ sắc nét căng tại họp báo vòng chung khảo toàn quốc. Dàn mỹ nhân đình đám đổ bộ tại sự kiện của Miss cua Việt Nam 2023, thu hút mọi ánh nhìn. Ngày 29 tháng 5, buổi họp báo vòng chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Thế giới Việt Nam Miss cua Việt Nam 2023 đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh sự kiện quy tụ hàng loạt những gương mặt mỹ nhân đình đám, thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng fan sắc đẹp. Một trong những người đẹp được chú ý nhất của buổi họp báo là Miss World Việt Nam 2022, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, nàng hậu sinh năm 1998 diện bộ đầm xuyên thấu lấp lánh, khoe vi dù rạng rỡ đẹp xuất sắc thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, Khoảnh khắc đắt giá nhất là khi ba nàng hậu đình đám chung khung hình, cùng diện tông trắng, hoa hậu Mai Phương, hoa hậu Bảo Ngọc và á hậu Phương Nhi đỏ sắc cực căng trên thảm đỏ, tạo nên bữa tiệc vi dù vô cùng hút mắt. Đáng chú ý, dù rất xinh đẹp và lộng lẫy, nhưng Mai Phương lại bị chiều cao 1m86 khủng của Hoa hậu Bảo Ngọc và chiếc váy quá nổi bật của Á hậu Phương Nhi chiếm spotlight, khiến cô có phần hơi lép vế trong khung hình. Buổi họp báo còn có sự góp mặt của rất nhiều cái tên đình đám như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Á hậu Thùy Dung, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Hoa Khôi Huỳnh Thúy Vi, tất cả đều xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng lộng lẫy khiến ai nấy đều suýt xoa. Buổi họp báo cũng lộ diện top 59 thí sinh tại Miss World Việt Nam 2023 năm nay. Mặt bằng chung, nhan sắc của các người đẹp được cộng đồng fan nhan sắc đánh giá cao, với rất nhiều thí sinh nổi bật. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.